phi 2 tuần. Em đây cũng muốn cà phi 2 tuần. Ai cũng muốn cà phi 2 tuần. Nên cả ma cũng muốn cà phi 2 tuần. Forever tới Tân Phú rồi bê. Không biết sẽ có gì mới tại đây. Mình phải cắt tóc ngay 2 tuần đầu tại một không gian mới thì quá là hay. Thành công tới rồi anh Hiền ơi. Forever đã có ở khắp mọi nơi. Anh cũng đã biết với chất lượng tụi anh nên là không phải nói mà cứ ghé vào chơi. Anh em Tân Phú ở đâu? Anh em Tân Phú ở đây. Tụi mình sẽ đã gần nhau. Cho nên là tới liền ngay. Nhớ là 1 chấm ngay dưới phần bình luận để đừng nhận mà có một lần cắt tóc phi. Địa chỉ nằm ở dưới cho anh em mình tiếp cận tóc đẹp sạch sẽ thì đừng có đứa chi, đúng không anh em?